Hôm nay ra cái thấy con bé rùa nó nằm vậy nè mọi người, nhìn cái hết hồn luôn. Mình tưởng là đâu nó ngủm không à, rốt cuộc nó quậy cái chỗ ở của nó. Con bé rùa này hôm bữa mình làm cái chỗ ở cho nó ngon lành luôn, cái hôm nay nó quậy như vậy đó. Mấy con bé rùa này hình như nó không có chịu ở trong này thì phải. Nó nằm ngửa lên, nãy nhìn cái giật mình, tưởng đâu là xong rồi chứ, nhưng mà thật sự là còn sống nha mọi người. Nó mình đụng nó còn nhúc nhích đó. Khi mà mấy con bé rùa mà nó ngủm á, nó không có rút vô được như thế này đâu. Nó sẽ giống như cái đầu của nó bị lòi ra liền à. Còn rùa con rồi nó quậy thiệt. Giờ mình sẽ đem ra mình rửa sạch lại cho nó ăn cái mới được, chứ để nó dính tùm lum hết trơn à, nhìn dơ hầy luôn. Giờ mình đem ra mình rửa cho nó sạch lại, rồi sau đó chắc mình đem thả nó luôn quá. Chứ mấy con bé rùa này nó còn nhỏ quá mọi người. Hôm bữa thì mình thấy nó bị vết thương nên mình tính nuôi nó, nhưng mà sao mình thấy bây giờ nó chắc mình nuôi không được con bé rùa này đâu. Để vậy hoài thì nó cũng không có ổn gì mấy, nên bữa nay chắc mình thả nó luôn nha mọi người. Tại vì con bé rùa này khi mình ở ngoài nó dễ sống hơn là nó ở với mình. Nhìn cái mặt nó cũng dễ thương lắm, nhưng mà thôi đi, cho nó về với tự nhiên đi sẽ tốt hơn. Giờ mình sẽ đem đi thả nó nha mọi người. Nhưng mà sao mình thấy có nhiều bạn bình luận á, là mấy con bé rùa này nó có trong sách đỏ ta. Bây giờ mình sẽ đem con bé rùa này ra ngoài cái con kênh để thả nó. Đã nó về với tự nhiên, mình tính tập tành nuôi mấy con rùa này coi như thế nào. Nhưng mà mình nghĩ là mình nuôi không được tụi nó đâu. Vô trong đó tụi nó rất là quậy luôn, với lại tụi nó không có chịu ở. Ngay chỗ này á, là cái đường nước ở trong nhà mình nó chảy ra, nên mình sẽ không thả nó chỗ này nữa. Mình sẽ đem nó qua bên đây để mình thả nó, chứ không thôi á, nếu mình thả bên kia nó sẽ vô lại cái đường nước nữa. Mình sẽ chọn chỗ này đi, chỗ này mình thả nó được nè. Rồi nha, hôm nay về với tự nhiên nha. Mình để nó lên cái lá bông súng này đi. Hôm nay mình sẽ trả nó về lại với tự nhiên. Tại nó vô cái đường nước rồi mình bắt nó mình nuôi thôi, chứ thật sự thì nếu mình gặp nó ngoài này á thì mình cũng không có bắt nó đâu mọi người. Hồi đó giờ mình cũng đâu có biết nuôi mấy con rùa này đâu mà bắt vô nuôi. Có chút xíu nó thụt cái đầu đâu mất tiêu luôn rồi. Ngồi chờ nó hồi nãy giờ nó mới lú cái đầu ra được có chút xíu vậy nè. Đi đi con, sao con đi đi, đi đây. Xuống đây rồi còn ngại gì nữa. Mình đụng đụng nó mới chịu đi. Rồi cái nó bơi kìa. Ra ngoài cái nó bơi nhìn thấy cưng gì đâu á mọi người. Ở ngoài này thoải mái hay gì đó. Mình có cái cảm giác á, nó ra ngoài này được á, nó vui hơn nhiều. Hôm nay mấy cái quả trứng chim của mình nó đã nở rồi, được 3 con rồi nè mọi người. Mấy cái quả trứng chim á, mình đem gửi ông anh. Rồi cái bữa nay anh mình nói là mấy cái quả trứng chim đã nở được 3 trứng rồi. Lật đật mình chạy lên mình xem liền. Coi kìa, 3 con chim đen thui lùi à. Hôm bữa mình đem lên tới 7 quả lận, nhưng mà có một quả trứng nó bị nứt. Còn 3 quả này á, nó cũng đang khỏ mỏ, nó chuẩn bị nở thôi. Nó khỏi mỏ như thế này hết rồi nè mọi người. Để mình đem lên gần cho mình quay cho mọi người dễ nhìn hơn. Nè, đó, nó khỏi mỏ vậy đó hết rồi đó mọi người. Theo mình nghĩ thì bữa nay hoặc là ngày mai nữa thôi thì mấy cái quả trứng này chắc nó cũng sẽ nở luôn quá. Còn cái quả này thì nó mới nhẹ nhẹ thôi, nó nứt nứt nhẹ nhẹ phía trên đó. Vậy là 7 quả trứng bây giờ nở được 3 con. Còn 3 quả này nó cũng đang khỏi mỏ rồi, này xem rồi. Đây, còn quả này nó cũng đã khỏi mỏ luôn rồi. Nó khỏi mỏ dưới cái đầu nhỏ dưới này. Theo mình nghĩ thì trong khoảng 1 ngày hoặc 2 ngày nữa thôi là nó cũng sẽ nở luôn. Về mình cũng mừng rồi đó. Chứ hôm bữa mà để nhà mình đâu có máy ấp đâu. Chỉ có cái máy ấp như thế này á, thì cái tỷ lệ của tụi nó nở mới cao thôi. Ba đứa nó đang thừa lùi rồi mọi người. Không biết chim này là chim gì nữa. Có nhiều bạn thì nói đây là chim chằn nghịch. Vậy là ổn rồi đó, ok hết rồi đó. Mấy cái quả trứng thằng lằn hôm kia mình lượm ở nhà mèo, hôm nay mình thấy nó nứt nứt vậy nè nè mọi người. Không biết sao á, mà nó bị nứt hay là nó chuẩn bị nở nữa mình cũng không rành. Hay là có một trứng hôm bữa mình làm cho nó, mình động nó hơi bị mạnh quá. Để mình lấy cây nhíp mình khiều khiều thử coi. Một là nó hư, hai là nó chuẩn bị nó nở thôi, chứ không có gì cả. Ôi hình như cái quả trứng thằng lằn này nó muốn nở rồi. Ôi nó nở mọi người chứ không phải là nó hư. Có con thằng lằn nó nằm trong này rồi nè.
Cô thằng làng đang thừa lùi luôn. Vậy là cái quả trứng này nó đã chuẩn bị nở nè. Mình gấp cả thử luôn coi. Con thằng làng con nè mọi người. Nó chạy rồi. Nó chạy đâu rồi? Đây đó. Ôi ôi, mới nở ra mà nó chạy nhanh ghê luôn á. Con thằng làng con nó đang thừa lùi à. Vậy là hôm nay mấy quả trứng này chắc nó cũng sẽ nở luôn quá. Coi nè, nó còn lại cái vỏ dính đó nè mọi người. Phải công nhận mấy con thằng làng này mới nở mà lại chạy nhanh như vậy luôn á. Nó bò nè mọi người. Hồi sớm thì mình nhìn thấy cái mình tưởng nó bị nứt không à, hay là nó bị hư gì không à. Mà phải công nhận mấy con thằng làng này thiệt, mới nở ra mà nó chạy kìa. Để mình gấp cái vỏ này cho nó. Từ hồi đó giờ mình cũng mới cận cảnh thấy được cái con thằng lằn nó mới nở như thế này luôn á. Hôm bữa thì tụi nó nở đi đâu mình cũng không hay. Rồi tụi nó bò đi đâu mất tiêu hết trơn luôn rồi. Hôm nay mới gặp cận cảnh như thế này. Còn lại hai quả trứng này chắc nó cũng sẽ nở đâu đây thôi. Cũng khoảng 1 hoặc 2 ngày nữa thôi là cũng sẽ nở rồi mọi người. Hồi nãy mình cũng có cái ý định á, là dùng nhíp gõ gõ thử coi nó nở luôn không. Nhưng mà thôi đi, lỡ mà nó chưa tới ngày tới giờ nở của người ta, người làm hư hai cái quả trứng này nữa. Mình sẽ để vô lại nha. Để rồi chừng nào tụi nó muốn nở thì tụi nó nở. Cái màu đen về là tụi nó cũng chuẩn bị nở rồi đó mọi người. Để nó vào lại cái hộp giấy này đi. Rồi chắc cũng khoảng ngày mai hoặc ngày mốt gì nó cũng sẽ nở thôi. Mấy cái quả trứng thằng lằn mà nó có màu đen như thế này á, là tụi nó chuẩn bị nở không luôn đó mọi người. Bây giờ mình sẽ để nó vô lại nha. Rồi từ nào mà tụi nó muốn nở thì tụi nó nở. Thôi mình cũng xin kết thúc video ở đây nha mọi người. Hẹn mọi người ở video tiếp theo nha. Bye bye mọi người.